Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Thì như anh chị thấy, hiện tại em Phương đang đứng trước cổng của khu đô thị Royal City, một khu đô thị có thể nói là đắt đỏ bậc nhất của Hà Nội này. Ngày hôm nay em Phương đang đứng đây không phải giới thiệu với anh chị một căn nhà trong khu đắt đỏ này đâu, mà em muốn giới thiệu với anh chị một căn nhà nằm ngay phố Khương Trung đây thôi. Cách vị trí em Phương đang đứng đây chỉ vài trăm mét thôi, với lối thiết kế hiện đại sang trọng và vô cùng đẳng cấp, không thua kém bất kỳ một căn nhà nào trong khu vực này đâu. Và đặc biệt là giá chỉ nhỉnh 4 tỷ thôi. Nếu anh chị nào mà đang muốn tìm một căn nhà khu vực ngã tư Sở này nhá, thì hãy gọi điện thoại ngay cho em Phương. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết của căn nhà này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà của chúng ta. Căn nhà chúng ta thì được thiết kế là một lô góc, hai mặt thoáng. Đấy. Khu cầu thang là có cửa sổ hết, được thiết kế 5 tầng, nhà hướng chính Bắc. Còn đây là ngõ trước nhà của chúng ta. Đấy. Ô tô có thể đỗ cửa được. Căn lô góc này tương đối hiếm. Để em zoom rộng lên một chút cho anh chị xem. Đấy. Này, anh chị sẽ dễ hình dung ra hơn. Nhà anh nắng chan hòa hết. Sau đây em sẽ quay vào phía trong cho anh chị tham quan chi tiết. Đây là phòng khách của chúng ta. Thiết kế rất là sang trọng, hiện đại. Em sẽ zoom rộng một chút cho anh chị dễ nhìn. Đây là khu bếp. Vô cùng thoáng. Rồi, em sẽ quay lên tầng 2 cho anh chị tham quan trên. Thiết kế cầu thang đi rất là vừa vặn, không bị kích. Mỗi tầng một phòng, cực kỳ thoáng đãng, vệ sinh trong khép kín. Đấy, anh chị nào mà không cần nhiều đến phòng ngủ thì phòng này chúng ta có thể làm phòng khách được, rất là ok. Dây chờ điều hòa đã làm sẵn rồi, chỉ việc lắp thôi. Đây là lợi thế của những căn hai mặt thoáng đây. Anh chị hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé, bởi vì những căn nhà này rất là hiếm. Giá chỉ nhỉnh 4 tỷ một chút xíu thôi, mà vị trí đắc địa như thế này, ngay gần Royal City đây rồi, ba bước chân ra ngã tư Sở rồi, rất là gần. Phòng vuông vắn đẹp đẽ, rất là gọn gàng. Cầu thang rất là mềm mại. Tất cả làm sàn gỗ hết. Anh chị vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em Phương nhé, cũng như ủng hộ cho kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Wow, trên này rộng thoáng. Quá là gần ngã tư Sở rồi. Đây, như anh chị có thể nhìn thấy này, đây là Royal City đây, ngay chỗ chúng ta thôi, rất là gần, rất là tiện. Hãy gọi điện thoại cho em Phương nhé, số điện thoại 0987 396 111 để được đưa đi xem nhà hoàn toàn miễn phí. Giá của căn nhà này thì em Phương sẽ update vào phần mô tả của video nhé, anh chị vui lòng đọc phần đó giúp em. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.